Xin chào các khán giả của S Việt Nam. Các bạn đã gạch tên S&M ra khỏi danh sách cửa hàng mua sắm của mình chưa ạ? Chữ S là đã say goodbye với hãng thời trang này ngay từ hôm mà S&M công khai ủng hộ bản đồ đường 9 đoạn của Trung Quốc rồi đấy. Đã làm sai lại còn lươn lẹo lắm cơ các bạn ạ. Tưởng chỉ có mình dân Trung Quốc biết tẩy chay thôi à? Sai lại càng thêm sai rồi. Sức mạnh của Việt Nam còn ghê gớm hơn nhiều và chắc chắn là S&M sẽ phải hối tiếc. Theo trang ABC News, vào hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, cư dân mạng Trung Quốc đã phát hiện website của thương hiệu thời trang S&M đăng tải bản đồ nước này nhưng không có đường lưỡi bò. Ngay lập tức, từ khóa liên quan đến vấn đề này nhảy lên hạng 2 trên bảng xếp hạng tìm kiếm của web bò. Sau đó, chính quyền Thượng Hải đã thông báo cho phía đại diện của S&M là muốn họ sửa lại bản đồ có vấn đề. Chỉ ít giờ sau, đại diện S&M cho biết họ đã chấp nhận lời đề nghị của cơ quan quản lý và chỉnh sửa ngay lập tức. Bản đồ có vấn đề của Trung Quốc ở đây được cho là sai sót trong cách mô tả Đài Loan và các khu vực nhạy cảm khác như là biên giới của Trung Quốc với Ấn Độ và các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Tất nhiên là theo phía chính quyền Bắc Kinh thì bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò trên Biển Đông mới chính xác và theo cách nghĩ của họ. Tờ Wall Street Journal cũng đã trích dẫn thông báo của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc. Chi nhánh Thượng Hải cũng cho biết nhà điều hành trang web của S&M đã thực hiện hành động để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà cái cách giải quyết của S&M lại chỉ thể hiện được rằng hãng này lật mặt như lật bánh tráng và làm chạnh lòng tất cả các quốc gia Đông Nam Á. Có thể bạn chưa biết, S&M đã đi đầu trong phong trào tẩy chay bông Tân Cương, kéo theo sự tham gia của hơn 200 nhãn hàng khác trên thế giới. Nhưng thật nực cười là chỉ vài hôm sau, S&M lại phát thông báo Trung Quốc là một thị trường rất quan trọng đối với chúng tôi. Sau một loạt các động thái dằn mặt từ chính quyền cho đến người dân Trung Quốc như xóa vị trí các cửa hàng S&M ra khỏi bản đồ trực tuyến của Trung Quốc, yêu cầu một số cửa hàng đóng cửa, đến cuối tháng 3, S&M đã tuyên bố đang nỗ lực hết sức để lấy lại niềm tin của khách hàng, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh ở Trung Quốc. Và nỗ lực của họ được thể hiện bằng việc thêm đường lưỡi bò vào bản đồ Trung Quốc. Rõ ràng đây là một pha quay xe phản bội đồng đội, là hàng trăm nhãn hàng khác để làm hòa với khách hàng tại đất nước tỷ dân. Trong văn bản công bố của S&M có đoạn, là một công ty toàn cầu, chúng tôi tuân thủ luật pháp ở địa phương và khuôn khổ quy định ở tất cả thị trường mà chúng tôi đang hoạt động. Các giá trị của công ty chúng tôi dựa trên sự tín nhiệm, tôn trọng, đáng tin cậy và đối thoại. Chúng tôi muốn tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và những gì mà chúng tôi làm là mang lại thời trang và thiết kế tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới. Đúng là lươn lẹo hết sức, đã ủng hộ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc rồi, lại bảo là muốn phục vụ khách hàng toàn thế giới. Thế toàn thế giới ở đây chắc là trừ Đông Nam Á ra à? Và thật là hả hê khi mà giọng điệu văn vở này của S&M cũng bị cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích. CNET chẳng những không rộng lượng tha thứ mà còn yêu cầu brand này cút khỏi Trung Quốc đại lục, đồng thời đào mộ một bản đồ từng được S&M đăng tải mà không có đường lưỡi bò. Vừa lòng S lắm luôn, giờ thì S&M mất cả chỉ lẫn chài rồi nhé. Theo thông tin mà S tìm hiểu được thì S&M cũng đã có nhiều năm liền khốn đốn ở thị trường thế giới. Một trong những sự việc đáng nhớ nhất là nhãn hiệu này đã phải đóng toàn bộ cửa hàng tại Nam Phi vì lỗi quảng cáo phân biệt chủng tộc. Khi đó S&M đã tung một quảng cáo trong đó có một cậu bé da màu mặc một chiếc áo nỉ chui đầu có in trước ngực dòng chữ. Tạm được dịch là chú khỉ ngầu nhất rừng xanh, cộng thêm pha xử lý đi vào lòng đất. Về vấn đề bản đồ đường lưỡi bò mới đây thì S chắc chắn rằng việc kinh doanh không mấy thuận lợi của S&M là do ăn ở, các bạn ạ. Đương nhiên là người Việt Nam cũng có những động thái rất quyết liệt về vấn đề này để chứng minh cho S&M thấy chúng tôi không phải dạng vừa đâu. Trước hết là làn sóng giận dữ lập tức nổi lên từ phía cư dân mạng Việt Nam, không chỉ bày tỏ thái độ gay gắt, quyết liệt trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người còn vào tận trang Facebook chính thức có gần 40 triệu lượt like của thương hiệu thời trang nổi tiếng này để thể hiện quan điểm. Dân mạng đồng loạt thả phẫn nộ trong các bài viết được S&M đăng tải, đồng thời để lại những bình luận lên án thương hiệu thời trang Thụy Điển, kêu gọi mọi người tẩy chay các sản phẩm của hãng và yêu cầu đơn vị này rời khỏi thị trường Việt Nam vì không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Fanpage Facebook của S&M Việt Nam hiện có tới hàng trăm nghìn lượt comment phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay, báo cáo sai phạm và con số vẫn không ngừng tăng lên. Đặc biệt, hashtag Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và S&M cút khỏi Việt Nam cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tẩy chay S&M trở thành xu hướng dẫn đầu trên Twitter, thậm chí là tài khoản mạng xã hội của người dùng Việt còn đăng tải hình ảnh, video vứt bỏ, cắt nát sản phẩm được cho là mang thương hiệu S&M. Không chỉ hứng chịu sự phẫn nộ đến từ phía cộng đồng mạng, S&M cũng vấp phải sự phản ứng gay gắt của các sao Việt. Thậm chí nhiều ngôi sao còn cảm thấy ghê tởm
và kiên quyết tiễn vong S&M mãi mãi. Đạo diễn diễn viên Tô Hòa Thuận chia sẻ bài đăng phản đối hành động của S&M lên trang cá nhân kèm dòng chú thích. Đang mài kéo cắt hết đống đồ của HM, từ nay chỉ mặc Việt Tiến thôi. Bình luận về bài đăng của đàn anh, ca sĩ Trung Quân Idol nói: "Em sẽ cho làm rẻ lau hết, chất liệu đấy làm rẻ lau cũng không sạch ấy." Còn Hoa hậu Phan Hoàng Thu thì chia sẻ, là một nghệ sĩ đã từng tham dự chúc mừng khai trương store đầu tiên của S&M tại Hà Nội và đã từng vô cùng yêu thương, ủng hộ S&M, tôi có chút buồn và vô cùng thất vọng. Tôi không ngờ những người lãnh đạo của S&M lại có nước đi như vậy. Một thương hiệu lớn và lâu đời như vậy lại cư xử như một đứa trẻ con. Dẫu biết rằng Trung Quốc là một thị trường lớn của họ, nhưng Việt Nam cũng là một thị trường lớn và tiềm năng. Vẫn còn rất mở cho S&M khi mà chưa nhiều hãng lớn cùng phân khúc tham gia vào thị trường trong nước. Phải nói doanh thu tại thị trường Việt Nam từ lúc mở tới giờ rất tốt. Một thị trường tốt, được người dân Việt Nam ưu ái, nhưng lại cư xử quá tệ, phản bội lại người Việt như vậy. Tôi đang chờ đợi một động thái đến từ S&M với người dân và đất nước Việt Nam. Còn trong lúc này, chắc chắn với tư cách là công dân Việt Nam và là một nghệ sĩ, tôi sẽ từ chối tất cả các lời mời, sản phẩm và hình ảnh liên quan đến nhãn hàng này. Bên cạnh đó thì rất nhiều tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt Nam cũng có chung quan điểm về việc phản đối hành động của thương hiệu thời trang Thụy Sĩ S&M. Trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ và quyết liệt, các cửa hàng bán lẻ của S&M tại Việt Nam đã phải điêu đứng, ngay cả trong ngày cuối tuần mà mấy shop này cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn các bạn ạ. Hơn nữa thì ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cũng đã đề nghị kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc theo pháp luật Việt Nam. Theo ông, nếu như sự việc trên là có thật thì việc làm này của S&M đã vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế, đi ngược lại tình cảm của người tiêu dùng Việt Nam dành cho thương hiệu này từ trước đến nay. Sự là cái kết của S&M tại thị trường Việt Nam sẽ tối như đêm 30 luôn. Chưa kể đến, Việt Nam mà trở thành con chim đầu đàn tẩy chay S&M vì ủng hộ yêu sách đường lưỡi bò, thì sớm muộn gì, các quốc gia ASEAN cũng sẽ vào cuộc. S&M sẽ hoàn toàn bít cửa tại thị trường tiềm năng này, ông Hùng khẳng định. Không chỉ Việt Nam, mà rất nhiều quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực đều phản đối tuyên bố chủ quyền một cách phi pháp của Trung Quốc với Biển Đông. Trước đây, Trung Quốc cũng nhiều lần đơn phương công bố bản đồ đường 9 đoạn, nuốt gần trọn Biển Đông và đã bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt. Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện của Philippines 2016 cũng đã ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò này. Hay như bộ phim Everest Người tuyết bé nhỏ do Trung Quốc và Hollywood hợp tác sản xuất cũng đã cài cắm nhiều cảnh có bản đồ đường lưỡi bò. Ngay sau khi Việt Nam cấm chiếu phim này, thì Philippines cũng đã yêu cầu cắt cảnh phim có bản đồ sai sự thật và kêu gọi tẩy chay hãng làm phim DreamWorks trên toàn cầu. Đã có những sự kiện lớn như vậy rồi mà S&M lại chẳng biết rút ra bài học gì cho bản thân cả. Quá là kém phải không ạ? Các bạn nghĩ sao về hành động sửa bản đồ của S&M? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nhé! Và cũng đừng quên chia sẻ video này để thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất vàng của dân tộc Việt Nam.